Bạn luôn lo lắng khi có quá nhiều nguy cơ rủi ro xung quanh con. Cái chuyện này kinh khủng quá. Có nhiều cái tình trạng là bắt cóc trẻ em nè, hoặc là trẻ đi lạc nè. Cô nói là tất cả phụ huynh là bây giờ là đưa đón con em phải vô tận lớp. Dành toàn bộ thời gian để bên cạnh, liệu có phải là phương pháp bảo vệ tốt nhất cho con? Nè, bây giờ công việc em đang tốt, em đang thuận lợi thì em cứ làm đi. Bây giờ nếu em cần nó thì em mướn người làm. Không được, trời ơi, mướn người làm ai biết người ta tốt xấu làm sao anh? Với chủ đề dạy con cách cầu cứu khi đi lạc hoặc bị bỏ quên, chúng ta sẽ được lắng nghe câu trả lời từ các khách mời: diễn viên Diệp Bảo Ngọc, diễn viên Ba Sô và chuyên gia tâm lý Vũ Kim Ngọc. Mình chỉ cần sơ sẩy 1-2 giây thôi là có những cái tình huống xấu xảy ra với con mình. Bản thân phụ huynh, cái hành trang mà phải trang bị kỹ nhất đó là trang bị tâm lý cho bản thân mình. Cái tâm lý lo sợ của phụ huynh là cái tâm lý có thật và đáng để thông cảm. Đón xem tập 98 Phụ nữ ngày nay được phát sóng vào lúc 17 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.